Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Việt Nam Travel sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi lễ chùa đầu năm, đó là chùa Lôi Âm ở Quảng Ninh. Và đây là cái bãi gửi xe mà khi mà quý vị và các bạn chúng ta đi vào cái chùa Lôi Âm, toàn bộ xe là chúng ta để ở bãi xe đây, và đây là cái đường để đi lên chùa Lôi Âm. Trên chùa Lôi Âm, đường lên chùa Lôi Âm thì có nhiều cái xe điện. Đây là các cái dãy xe điện để chúng ta có thể ngồi ở đây và đi lên chùa Lôi Âm. Vì lên chùa Lôi Âm cách khá xa nên chúng ta nên xe điện, nhất là bây giờ công Việt Nam Travel cũng đang đi vào thời tiết đang mưa phùn đầu xuân năm mới, thì thời tiết đang mưa phùn. Và đây đường chùa Lôi Âm, và đây là các cái gà nướng đặc sản nơi chùa Lôi Âm. Ở hai bên, ở trục đường bên phía phải của chùa Lôi Âm thì chúng ta thấy có các cái dãy của các nhà hàng ăn uống dành cho khách thập phương sau đi về để lễ chùa. Và đây là một cái nhà hàng. Trưa nay đoàn của mình sẽ là ăn ở nhà hàng này và đang phục vụ các cái hàng đậm phục vụ nướng gà. Đây là một cô gái rất là xinh đẹp ở nhà hàng đang thảo luận về các món ăn trưa nay, cũng như là để lấy cái các cái vé để chúng ta lên chùa Lôi Âm. Đây là món gà đồi nướng. Yến chó thì nhìn thấy mặt thôi. Sau khi mà chúng ta hợp đồng thuê xe thì là chúng ta lên các xe điện này để lên chùa Lôi Âm. Từ đây chùa Lôi Âm xa không bác Tài nhỉ? Hơn cây. Vâng.
qua đây đi chùa chúng ta nghỉ chân cả lướng chứ. Đặc sản ở chùa Lưới Âm là gà đồi nướng à? Gà đồi nướng. Gà đồi nướng. Có bắt trên núi à? Ra thì đã hỏi là có phải bắt trên núi không? Chuông ở trên núi. Chùa ở trên núi. Chuông ở trên núi. Chuông gà ở trên núi. Chuông gà trên núi à anh? Chuông gà trên núi. Chuông gà trên núi. Chuông gà trên núi. Từ bãi gửi xe mà lên chùa là khoảng hơn cây. Ít người đi bộ nhờ, trời nắng ấy, có khả năng có người đi bộ. Dọc đường lên chùa Lễ Âm toàn là những quán gà đồi nướng. Hôm nay đông đi qua ngồi và đây chúng ta đã đến nơi qua đò. À phải qua đò. À em chào chị. Khi mà chúng ta xuống xe điện thì ở đây là chúng ta phải mua cái vé để chúng ta qua đò. Tiền thì tính toán một chỗ đó chứ. Đây là đường chỗ mua vé để chúng ta qua đò lên chùa Lưới Âm. Độ cái này đi. Hôm nay là trời mưa, bao tiền cái mũ này? Này thì mưa nó lọt 40.000. Còn mũ mũ phớt là bao tiền ạ? Mưa nó lọt hết đầu. Cái này che nắng này. 50.000. Đấy. Đấy cái loại này cũng được. À, anh ở đội mũ này trông hợp đấy. Ừ. Cao buổi đấy. À, đó đó đó. Được, anh đội viên đấy nha, em đội viên đỏ. À. Còn mũ này bao tiền ạ? Mũ phớt. Đấy 20.000. 20.000 đấy à? Đây 40. Sau khi mà chúng ta mua vé, vé ở đây là 20.000 đồng trên một vé. Trẻ em thì không mất phí. Em trẻ em nhỏ thôi thì không mất phí. Ngồi. Và cái vé này là gồm hai liên, một liên là lượt đi, một liên là lượt về. Không cầm mấy đấy. Đây các bạn. Và vé chỉ có giá trị sử dụng là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Đây, gồm hai liên viết tặng. À đây là trên đường chúng ta xuống tàu xuống thuyền để chúng ta lên chùa luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đây bé đâu anh nhỉ? Vào cái chúng ngồi luôn anh. Đấy, đây là cái chỗ mà soát vé khi mà chúng ta xuống tàu xuống thuyền. Đây toàn bộ là tàu thuyền để đi dọc sông lên núi và lên chùa. Ngồi lên cái thuyền nào thì mình đi không được mà. Đi một cái là sao? Để đón xem cái phần tiếp theo của cái hành trình cùng với kênh Việt Nam Travel đi lễ hội chùa đầu năm. Và điểm dừng chân là chùa Lợi Âm. Thì kính mong quý vị bạn chúng ta hãy đăng ký kênh, đăng ký miễn phí cho quý vị bạn ơi. Để theo dõi cái phần tiếp theo của cái lễ chùa đầu năm và những sự việc diễn ra ở các cái chùa đầu năm. Và video của kênh Việt Nam Travel phần này đi chùa Lễ Âm phần 1 chúng ta xin phép dừng ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Video tiếp theo.